để hết ở dưới cái tivi kia kìa. Đây đây để ở đây. Tôi chỉ lấy tên gọi của đơn vị khởi xướng chuyến đi này để làm tiêu đề cho cả chuyến đi. Nên là tất cả mọi chúng ta khi mà ai hỏi thì mọi người nhớ là chúng ta là đoàn thanh niên xung phong. Được chưa? Thế chứ còn bây giờ thì có ở trên tàu của chúng ta thì có những cái nhóm mà cũng sẽ nhiều người đại diện. Thì ở đây thì cũng giới thiệu với cả các bác là sẽ có nhóm là nhóm đại diện của tổng đoàn thanh niên xung phong thì do bác Hiên nhỉ? Vâng, bác Hiên ạ, bác Hiên với cả chú chị Nga là trưởng đoàn là trưởng nhóm. Thế thì còn nhóm thứ hai là nhóm chú chị Thái là ủy ban đoàn kết công giáo của thành phố Hà Nội. Nhóm thứ ba là nhóm của anh Hà là ủy ban đoàn kết công giáo của Việt Nam. Thế và nhóm thứ tư là nhóm hội người cao tuổi của chú chị Hương. Và nhóm thứ năm là nhóm của chị Dung. Tức là còn lại là còn là thứ năm là nữ trái tim vàng và thứ sáu là nhóm của chị Dung. Thế là gì, tất cả mọi người có thể đi thì để biết đến những nhóm nhỏ như vậy để chúng ta có thể là biết được thôi, chứ còn đâu là cứ gọi là đoàn ở đâu cứ bảo đoàn ở đâu đoàn thanh niên xung phong. Thế nhưng mà nếu mà nói là để kiện thanh niên xung phong thì cũng rất mong tất cả các cô bác anh chị, đây là một tổ chức đã có sự cống hiến rất nhiều cho coi như là đất nước trong những thời kỳ hậu sau của chiến tranh chống Pháp do nước. Đấy, cho nên là chúng mình đã mang một cái niềm hãnh diện của kiện thanh niên xung phong thì phải thể hiện được cái tinh thần và trách nhiệm của một người. Để làm sao mà mọi người thấy cái sự thiện trí như là thân thiện của đoàn thanh niên xung phong đến của chúng ta. Thế và vừa rồi thì cũng tôi cũng trao đổi với bà đồng chí Tường là bí thư chủ tịch của huyện đảo thì đồng chí cũng có nói là sẽ bố trí thêm cho chúng ta ở cái nhà khách của mỗi mình. Thế thì nếu như mà có thể thì chúng tôi trên cơ sở thì cũng tương thông là ban tổ chức thôi, chúng tôi cũng sẽ cân đối để làm sao mà mời các bác các tổ sẽ sang ở bên phía huyện ủy, thì cái còn lại là chúng ta sẽ ở tại cái là nhà khách của tổng đội thanh niên xung phong. Nhưng mà tuy nhiên tôi chỉ muốn là chúng ta đến với tất cả tình cảm, bởi vì ở đây chúng ta không đi du lịch, chúng ta không phải là những thượng đế, mà chúng ta đến đây với cái tình cảm và sự chia sẻ của con người của thủ đô Hà Nội mang về với cả đảo Bạch Long Vĩ. Các bác không có gì chia sẻ. Chuyến tàu Bạch Long và chúng ta đi ra đảo Thiên Nhiên, em có biết nói gì hơn, thực sự là xúc động và cảm động. Xin anh chị em cả nhà chúng ta là có một cái chuyến đi trải nghiệm cực kỳ vui vẻ và thoải mái. Và hôm nay em cũng xin nói là ai say sóng thì được tàu nhà tàu sẽ cấp một cái thuốc chống say. Vâng, mặc dù là hôm nay tàu ra biển thì sẽ rất êm, nhưng mà nếu mà ai say sóng thì cứ đăng ký với chúng em sẽ cấp tốc xuống dây. Và không biết nói gì hơn là chúc tất cả các anh chị mạnh khỏe. Vâng. Các bạn,
Mình ở đây đây luôn trong 2 đêm luôn. Xin chào mọi người, tôi đang đứng đây là ở đảo Bạch Long Vĩ, một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cách bến Bính Hải Phòng khoảng 160 km. Ở đây là đảo quân sự, thế nên là cũng không dám giới thiệu nhiều với mọi người. Đây là Âu Thuyền, tất cả thuyền bè về đây khi mà cập lấy dầu hoặc là tránh bão là sẽ cập vào Âu này. Cái này rất quan trọng cho ngư dân ở Vịnh Bắc Bộ. Còn đây là các bạn thấy đây là khu dân cư cũng như là các cái bộ đội quân sự, các cả cảnh sát biển trên đảo. Vâng, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về đảo Bạch Long Vĩ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Vâng, tôi đang dẫn dắt mọi người đến ngọn hải đăng Bạch Long Vĩ. Đây là ngọn hải đăng cũng được xây dựng được trên 25 năm rồi. Ngọn hải đăng này là có độ cao là 80 mét so với mặt nước biển. Chiếu xa được là độ sáng được khoảng là 20 đến 25 hải lý. Vâng. Ngọn hải đăng này thì cực kỳ quan trọng so ở với nhân dân ta ở Vịnh Bắc Bộ này, cho cả quân sự cũng như cho cả ngư dân ở các vùng biển để có thể theo dõi và định vị được tàu bè. Vâng, và đây là khu vực trung tâm của đảo. Các bạn có thể thấy khu vực trung tâm của đảo Âu Thuyền. Ở đây là cái Âu Thuyền này cực kỳ quan trọng cho ngư dân đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ. Vâng, và các bạn hãy đến đảo Bạch Long Vĩ thăm, tặng quà cho các chiến sĩ bộ đội ở đây, cũng như là thăm con bà con ngư dân ở đây. Rất mong muốn là những người chúng ta ở đất liền đến đây giao lưu tặng quà. Và tối nay sẽ có một buổi giao lưu rất đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Truyền thống bao đời.
thay đổi cuộc chị Nga ơi, bác Nga ơi, đã ai đăng ký văn nghệ chưa ạ? Đại biểu đã đăng ký chưa ạ? Vâng. Niềm vui và hạnh phúc. Và thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn chương trình và những tiết mục biểu diễn mở đầu cho buổi tối ý nghĩa ngày hôm nay qua phần thể hiện của các đồng chí cán bộ đến từ Trung tâm Dạy nghề 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên với các ca khúc Việt Nam đất nước tuyệt vời và Bạch Long Vĩ đảo quê hương. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tình cảm của mình bằng một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những tiết mục mở đầu cho chương trình. Phía đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, đến quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của đồng chí Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Về phía đại diện tỉnh đoàn Thái Nguyên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự diện của đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên. Về phía đại biểu huyện Bạch Long Vĩ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Trần Quang Tường, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào đón. Để tham dự chương trình đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của huyện Bạch Long Vĩ, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Công Diễn, Bí thư Đảng ủy, Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng. Về phía Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Trần Văn Hiên, Liên đội trưởng Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ.
Kính thưa tất cả quý vị và đến tham dự chương trình đặc biệt, một chương trình giao lưu rất ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí cán bộ trong đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí cán bộ, đội viên Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. Và đặc biệt chúng tôi xin được dành những tình cảm vô cùng nồng hậu nhất của mình để chào đón sự hiện diện của đông đảo bà con nhân dân đang về tham dự chương trình ngày hôm nay. Và bằng tất cả tình cảm của mình, một lần nữa cho chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và đưa được rất nhiều các đoàn công tác ra thăm đảo, trong nhất là trong những năm gần đây, tuyên truyền về biển đảo. Hôm nay là các ông chí đi 6 tiếng rưỡi thì trong cái điều kiện sóng gió rất là bình thường, rất là tốt, nhưng có những cái chuyến đi rất là bão táp, có những chuyến đi và đi đến giữa đường là phải quay về, xong ngủ một đêm với các bà, xong hôm sau là đi tiếp, rất nhiều chuyến đi như thế. Đấy, nhưng những chuyến này là rất tốt. Thì với cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ và quân dân thì rất là chân thành, trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã ra thăm đảo. Và rất mong muốn là thời gian tới thì huyện cũng như lực lượng thanh niên phong sẽ đón tiếp nhiều đoàn công tác từ các đồng chí đại biểu hôm nay đã đến dự. Có rất nhiều đại biểu là cũng đi rất nhiều lần, như đồng chí Thủy, rồi là một số đồng chí trong đoàn là cũng đã nhiều lần ra đảo. Nhưng mà trung ương và địa phương, các tỉnh thành thì cũng rất nhiều cán bộ chiến người dân, cán bộ chức thì cũng chưa biết đảo Bạch Long Vĩ như thế nào. Đấy, thì thay mặt một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo huyện rất là trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả các quý vị đại biểu đã dành cho đảo, và rất mong là các đồng chí liên tục có những cái hoạt động ra thăm và động viên cán bộ chiến sĩ quân dân đảo để các lực lượng ở trên đảo tiếp tục cố gắng phấn đấu để giữ gìn biển đảo, quê hương của Tổ quốc, một cái vị trí tiền tiêu của Tổ quốc và vị trí quan trọng đối với quốc gia dân tộc. Thay mặt cho lãnh đạo huyện xin chúc các đồng chí đại biểu gia đình và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin tiếp tục mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí đối với đảo Bạch Long Vĩ. Xin cảm ơn đồng chí. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn món quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, và xin chúc cho tình đoàn kết gắn bó giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng như bà con nhân dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ ngày càng thắm thiết và đoàn kết hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã vừa lên sân khấu nhận quà. Và chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, đồng chí Hứa Thị Châu Giang, đồng chí Lê Thị Thúy sẽ tiếp tục nán lại sân khấu để cùng dành tặng những món quà vô cùng ý nghĩa tiếp theo. Và một lần nữa xin đề nghị các đồng chí dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn những tình cảm, những món quà vô cùng ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, và cũng xin được trân trọng cảm ơn đại diện các đơn vị đã vừa lên sân khấu để nhận những món quà, tình cảm của những cán bộ lãnh đạo và đoàn công tác hiện diện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ trong chuyến hành trình đặc biệt này. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng đã vừa lên sân khấu để trao tặng những món quà vô cùng ý nghĩa. Hi.
măng này này thích cực. Ở dưới chỗ đất nữa này. Nó cũng nhẹ. Tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, phút bằng niệm bắt đầu.